Giờ trong buổi chiều nay tôi sẽ mà trình bày với em hai cái bài. Bài thứ nhất là bài hen phế quản, bài thứ hai là bài viêm thủy hoãn cấp. Thì hai cái bài này nó bệnh lý đó thì nó cùng xảy ra ở trên cái đường dẫn khí hết. Ở hen phế quản thì nó xảy ra đường dẫn khí lớn và đường dẫn khí nhỏ, còn cái bệnh lý tiểu quản thì nó chỉ xảy ra ở khu tú và đoạn tiểu quản thôi. Do đó trong cái bài hen phế quản này tôi sẽ ôn lại cái phần cấu trúc giải phẫu của cái phần bệnh lý của nó để làm cho cái tiền đề cho cái bài sau thì chúng ta không phải ôm lại nữa. Đó thì đầu tiên là chúng ta học cái bài hen phế quản. Thì trong bài hen phế quản đó đòi hỏi là chúng ta nhớ một cái khái niệm, tức là hen phế quản là bệnh mãn tính. Người ta gọi là bệnh hen phế quản. Và cái bệnh mãn tính nó kéo dài nhiều năm lắm, nó khi 5 năm, 10 năm, 20 năm nữa. Thì trên cái nền kéo dài đó nó có từng đợt cấp tính, từng đợt cấp tính được gọi là cơn hen phế quản. Thì chiều nay chúng ta khảo sát cái cơn hen phế quản cấp đó. Thì khi mà chẩn đoán được đứa trẻ này có cơn hen cấp rồi, tức là bệnh nhân này là mắc bệnh hen phế quản. Nắm cái này ha, đó hai khái niệm này ở trong cái phần của cái bệnh lý hen. Thì cái dịch tễ thì chúng ta đi lại. Bây giờ đầu tiên đó thì chúng ta ôm lại cái cấu trúc giải phẫu của cái bệnh lý mà nó gây bệnh của trong cái bệnh hen này. Thì đây là cái cấu trúc của cái đường dẫn khí. Thì thay vì bây giờ để cái đây là cái cây khí quản, khí quản nè, khí quản gốc nè, rồi tới nó chia nhiều ra, khí quản bên phải bên trái vân vân, nó chia nhiều xuống vậy đó. Thì mỗi một lần phân chia vậy nè, ta gọi là một thế hệ. Ví dụ đây nó đi chia đây là một thế hệ nè, rồi đây nó chia là thế hệ thứ hai nè, đây chia là thế hệ thứ ba nè, rồi đây chia thế hệ thứ tư nè, nó dài vậy đó, tới cái thế hệ thứ 21, nghe không nè. Nên ta gọi là mỗi lần phân chia là một thế hệ. Thì ở đây là một cái cây phế quản một bên, cây phế quản một bên. Thì ở đây người ta cắt ra, ta lấy một cây phế quản một thôi. Thì đây cái cây phế quản một thì ở trên dài xuống dưới như này. Thì trên này gọi là cây phế quản lớn, ở dưới này cái phế quản nhỏ, chạy đoạn dưới này là tiểu phế quản. Thì cái bài sau chúng ta học đó là chúng ta học về cái tổn thương chủ yếu vùng này. Còn bây giờ chúng ta học bài hen phế quản là tổn thương từ đây dài xuống tới này hết. Đúng không nè? Đó. Thì bây giờ cái phế quản lớn, phế quản nhỏ phân biệt làm sao? Ở phế quản với tiểu phế quản nó khác nhau là cái phế quản nó có sụn bám xung quanh đây nè, tất cả có sụn ở trên đoạn. Còn đoạn tiểu phế quản đó, nó không có sụn, nó cũng là đường dẫn khí, nhưng cấu trúc nó không có sụn. Thì cấu trúc không sụn này nó liên quan tới cái đặc tính bệnh lý trong bệnh lý viêm tiểu phế quản. Còn bây giờ chúng ta thấy là nó có sụn của đoạn phế quản có sụn, đoạn tiểu quản không có sụn. Thì đoạn phế quản là phế quản trên, phế quản dưới. Phế quản trên là phế quản lớn đó, thì nó đoạn trên. Thì khi mà nó phân chia đó, từ thế hệ thứ nhất, thế hệ thứ năm thì gọi là phế quản lớn. Thì thế hệ thứ nhất ví dụ như đây, nó chia như vậy, đây chia ra một thế hệ nè, rồi đây nó chia một cái nhánh nữa là thế hệ thứ hai nè, rồi đây nó chia là thế hệ thứ ba nè, đây chia thứ tư nè, thế hệ thứ năm nè, ví dụ vậy. Nó chia năm lần vậy tức là cái đoạn phế quản lớn. Rồi tới thứ sáu tới dài xuống tới 21 đó, gọi là cái phế quản nhỏ, giai đoạn không có sụn người là tiểu phế quản. Thấy không? Thì khi bệnh lý hen phế quản là nó tổn thương ở phế quản lớn, phế quản nhỏ và tiểu phế quản nữa. Thì bây giờ tổn thương thì đây là đoạn của cái tiểu phế quản tận cùng, đây là cái chùm phế nang. Cái này là chùm của phế nang này. Đó là trong chùm phế nang này có nhiều cái phế nang trong này, và mỗi phế nang này nó có cái lỗ gọi là lỗ côn, lỗ côn trong này đây. Cái này liên quan tới cái giải thích cái tình trạng xẹp phổi ở những trẻ nhỏ. Rồi đây thì cái phế quản nó cắt ngang ra, thì tiểu phế quản cắt ngang ra, phế quản cắt ngang ra chúng thấy là cái liên mạc ở trong cấu trúc nó tương tự nhau, giữa phế quản tiểu quản tương tự nhau, nhưng mà nó khác nhau ở cái phần sụn. Cái đoạn phế quản thì nó có cái sụn, còn ở đoạn tiểu phế quản nó không có sụn, nó khác nhau chỗ đó. Cái đặc tính này nó liên quan tới tình trạng bệnh lý. Nếu như tình trạng khó thở nhiều thì cái áp lực của không khí nó sẽ kéo các cái thành phế quản nó xẹp lại. Ở cái phế quản có sụn nó không xẹp, nhưng mà đoạn tiểu phế quản không có sụn nó xẹp lại. Chính vì vậy mà trong khó thở do cái tắc nghẽn trong viêm thủy hoãn cấp, thường thường nó ngoài cái nó tổn thương do cái phù nề nó viêm nhiễm, nó còn do bị xẹp lại nữa, tại nó không có sụn, thấy không nè.
À, đây là của cái đoạn của cái phế quản ha, cắt ngang ra. Rồi. Đây đoạn tiểu phế quản. Thấy không nè, chúng ta thấy là nó nhỏ hơn, thành nó mỏng hơn và nó không có sụn. À, đây là niêm mạc của đường dẫn khí, là niêm mạc của phế quản nè. Nó chúng ta thấy là ở trong này có nhiều cái tế bào trong này lắm. Ha, có nhiều tế bào trong này lắm. À, trong đó chúng ta chú ý hai cái loại tế bào là tế bào tuyết nhầy và tế bào lông chuyển. À, tế bào tuyết nhầy thì bình thường nó cũng thiếu một chất nhầy, lượng chất nhầy vừa phải để nó làm ẩm cái bề mặt của cái niêm mạc của phế quản. À, đồng thời nó làm một cái màng để bảo vệ những chất nào đi ti mà đi vào sâu trong phổi, nó sẽ bắt những chất đó dính vào trong đây để rồi nó vận chuyển, tế bào lông chuyển là nó vận chuyển lên cái đoạn lớn hơn, nó ho sạc ra ngoài. Thì đây là cái hoạt động bình thường của một cái niêm mạc của đường dẫn khí. Ha. Nhưng mà khi viêm nhiễm thì các tế bào tiết nhầy nó biệt quá, nó hoạt động nhiều hơn, nó phóng thích nhiều hơn chất nhầy, nó tạo thành một chất bất thường ở trong đường dẫn khí, được gọi là đạm. Đúng là cái đạm, bản chất của đạm là chất tiết nó trong. Nhưng mà nếu như cái đạm này nó chuyển màu, màu xanh hoặc màu vàng thì chứng tỏ nó bị bội nhiễm vi trùng rồi. Nè, và khi mà cái chất nhầy này nó bị viêm nhiễm, nó kích thích tiết nhiều quá bất thường trong đó, nó tạo ra một chất, ha, cái chất dịch đó khi mà không khí đi vào đi ra nó làm xáo động chất dịch đó, chúng ta nghe được cái tiếng ran, đó gọi là ran ẩm. Thì gọi là ran ẩm to hạt hay vừa hạt là do cái tình trạng này. Thấy không nè, đây là cái niêm mạc của cái tiểu phế quản. Nhưng mà một tiểu phế quản nó cũng tương tự vậy đó, nó cũng có lông chuyển này kia nọ cái ngày gì đó. Nhưng mà ở đây người ta muốn nói rõ hơn là trong các cái lông chuyển này nè, người ta mới cắt ra, cắt dọc ra thì thấy là nó có những sợi trục thần kinh trong này, và cắt ngang ra nó có 9 đôi trục thần kinh và một đôi trục thần kinh trung tâm. Như vậy thì các tế bào lông chuyển nó hoạt động theo cơ chế thần kinh chứ không phải nó hoạt động tự phát. Do đó những cái trong cái dùng thuốc, nhất là bệnh lý đường hấp, mà những cái thuốc mà nó ức chế trung tâm hấp hoặc ức chế hoạt động của thần kinh, nó đều ảnh hưởng của cái lông chuyển này hết, nó làm bất hoạt lông chuyển. Mà biết là khi lông chuyển bị bất hoạt, nó không hoạt động, chất tiết sẽ ứ lại trong đường dẫn khí, nó làm bít tắc cái nghẽn đường dẫn khí, nó gây xẹp phổi. Do đó những bệnh lý mà đường hấp mà nó có xuất tiết nhiều thì trong những cái thuốc mà điều trị đường hấp, nhất là những thuốc giảm ho, người ta khuyến cáo là không nên dùng những thuốc ức chế thần kinh, ảnh hưởng tới thần kinh, làm bất hoạt của cái lông chuyển này, nó làm gây biến chứng trầm trọng. À, rồi thì đây là cái phế nang cắt đôi ra, thì cái này nó liên quan tới phần bệnh lý viêm phổi nhiều hơn. Sẵn đây cũng giới thiệu cho em luôn, đây là cái phế nang cắt đôi, giống như qua ca chúng ta cắt ngang vậy đó, cắt ngang làm đôi ra vậy đó, thì cái bề mặt này, à, mặt của cái phế nang. Thì trong phế nang nó có hai tế bào căn bản nhất là tế bào phế nang tiếp 1 nè, và tế bào phế nang tiếp 2. Hai tế bào phế nang này nó hình thành cái phế nang đó, và trong đó có thể có xuất hiện đại thực bào trong này. Đúng nè, thì trong khoang phế nang này thường không khí hít vào thì cái nồng độ oxy cao nào cũng đầy, CO2 thấp nó vào đây. Ở bên cạnh đó nó có những cái mao mạch xung quanh này. Thì mục đích của nó là khi chúng ta hít vào không khí vào, O2 nồng độ cao cho đây, CO2 nồng thấp cho đây, giờ đây được rồi thì nó sẽ trao đổi với cái mao mạch này, cái hầm cầu nó vận chuyển khí tới đây nên nó trao đổi qua đây, thì oxy nồng độ cao nó thẩm thấu vào trong đây, rồi CO2 nồng độ cao nó tán qua đây để thải ra ngoài. Thì tôi gọi là cái màng này gọi là màng phế nang mao mạch. Cái màng này rất là quan trọng trong giải thích cơ chế bệnh lý của cái tổn thương ở phổi. Thấy không nè, thì xung quanh các cái phế nang nó có nhiều mao mạch này lắm. Nhớ là cái màng này gọi là màng phế nang mao mạch. Nghe, đây là cái phế nang ta cắt đôi ra. Thì đây là nó minh họa cái hiện tượng trao đổi khí oxy ở trong lòng phế nang nồng độ cao, nó thẩm thấu vào đây, có tán vào đây trong cái này là hầm cầu. Ha, rồi CO2 trong cái hầm cầu nó mang nồng độ cao, nó có tán ngược đây để thải ra ngoài. Thấy không nè? Rồi. Thì đó là chúng ta ôm lại cấu trúc giải phẫu của cái đường dẫn khí, nó liên quan tới bệnh lý của mình. Bây giờ chúng ta trở lại cái cơ chế bệnh sinh của cái hang phế quản. Thì đây là cái mô hình người ta minh họa cho anh thấy là cái bệnh hang phế quản nó xuất hiện, nó làm tổn thương ở cái đường dẫn khí như thế nào.
thì đây là người ta minh họa, đây là cơ vòng, cái phế quản ta cắt ngang ra, cái ở này ta không có để sụn mà đây có tuyến, rồi đây là cơ vòng của phế quản nè, em nè, cái lớp niêm mạc nè, ha, cái lớp dưới niêm mạc với đây là lớp niêm mạc nè, đó, còn chất nhầy tiết trong này chúng mày. Thì đối với cái cơn hen quản cấp, tức là khi bệnh nhân tiếp xúc dị nguyên, thì các cái dị nguyên nó bám lên bề mặt của các mast cell, nó phóng thích các cái quá chất trung gian, thì các quá chất trung gian đó nó tác động lên từng cái bộ phận khác nhau của điện khí, nó sẽ tạo ra một tình trạng khó thở cấp tính. Đúng không nào? Cấp tính đầu tiên là nó sẽ co thắt cơ dòng này, nó làm cơ dòng này, nó co thắt cơ dòng này lại. Thì khi co thắt nó làm cái điện khí này hẹp lại, cái điện khí này hẹp lại. Như vậy thì đầu tiên của cái cơn hen cấp là cơ chế chủ yếu là nó tác động là nó co thắt cơ dòng này, cơ dòng của phế quản. Đúng không? À, thì khi mà cơ dòng của phế quản bị co thắt thì nó sẽ làm cái khẩu kính của đường dẫn khí nó hẹp lại, nghe, mà nó đây là một loạt các cái cơ dòng của các cái một loạt các phế quản cho hai bên phổi hết trong cái cơn hen cấp, đó là một loạt tất cả đều bị hẹp ở trên rồi, cho đó cái không khí đi vào đi ra bị cản trở, nghe, và khi cản trở vậy đó bệnh nhân sẽ tăng nhịp thở lên và bệnh nhân co lõm cơ hấp rất là dữ dội để mà chống ngạt mà. Thấy không? Đó thì đầu tiên của chúng ta thấy là cơ chế của nó là do co thắt cơ dòng này, ha, đó nó làm điện khí hẹp lại, không khí đi vào đi ra bị cản trở, bệnh nhân tăng nhịp thở lên, co lõm lồng ngực rất là nhiều. Bên cạnh đó chúng ta nghe được phổi, chúng ta sẽ nghe được cái rãnh tắc nghẽn ở đường dẫn khí, đó là cụ thể là rãnh ngái và rãnh rít. Nếu tắc nghẽn ít, chúng ta nghe được rãnh ngái, tắc nghẽn nhiều, chúng ta nghe được rãnh rít, hoặc là tắc nghẽn ở đường dẫn khí nhỏ, chúng ta nghe được rãnh rít. Thì đương nhiên cái rãnh này nó phải đầy hai bên phổi hết, tại cái hang lời nó xảy ra cùng một lúc cả hai bên phổi hết mà. Rồi chúng ta sẽ nghe được rành ngái, rành đít cả hai bên phổi hết. Thấy không? Để khi chúng ta đặt ống nghe vào trong cái vùng phổi trẻ, chúng ta sẽ nghe nhiều rành đít rành ngái trên một vùng đó. Bởi vì tất cả các đường dẫn khí bị tắc nghẽn, bị co thắt lại hết. Thì rành đít rành ngái này nó xuất hiện ở thì đầu tiên của cơn hen cấp. Tôi nhắc lại, như vậy thì cơ chế bệnh sinh của hen cấp là khi mà bệnh nhân nó thiếu dị nguyên ở cái đường hô hấp. Là các dị nguyên sẽ bám trên bề mặt của các cái mast cell, mà mast cell đó có chứa sẵn các cái kháng thể nó rồi, thì phức hợp cái nguyên kháng thể làm dở cái mast cell ra, nó phóng thích một loạt hóa chất trung gian, nghe, tùy theo loại hóa chất trung gian mà nó tác động trên những cái vùng khác nhau của đường dẫn khí ở đó. Nó tác động đầu tiên là tác động của cái cơ dòng này, nó làm cơ dòng nó co thắt lại, nó làm hẹp đường dẫn khí. Khi đường dẫn khí nó hẹp lại, chúng ta thấy là bệnh nhân tăng nhịp thở lên, tăng công hấp là co lõm rất là nhiều, nghe trực tiếp phổi, nghe được rãnh rít rãnh ngái đầy hai bên phổi hết. Đó là thì đầu tiên của cơn hen cấp. Rồi cái thì thứ hai là nó co thắt vẫn còn như vậy đó, bây giờ nó thêm cơ chế nữa là nó làm phù nề bong tróc cái niêm mạc này ra, niêm mạc bị phù nề bong tróc ra, đồng thời nó xúc tiết trong lòng của đường dẫn khí nữa. Thì với cái cơ chế bệnh sinh của giai đoạn 2 đó, nó làm phù nề, nó bong tróc, rồi nó xúc tiết nữa, nó làm hẹp nữa, làm tình trạng khó thở trầm trọng hơn. Tức là bệnh nhi sẽ cảm thấy là nó ngạt thở, nó giả mồ hôi, nó ngồi dậy nó thở, nó nói chuyện ngắt quãng, ha. Thì đó là cái cơ chế đó. Như vậy thì với cái mà cơ chế bệnh sinh giai đoạn toàn phát, nó thêm xuất tiết trong lòng này nữa, nó làm cho cái niêm mạc này nó bị bong tróc ra nữa, nó phù nề nữa, nó làm cho điện khí nó hẹp hơn, bệnh nhân sẽ bị hiện khó thở trầm trọng hơn. Bên cạnh đó nó xuất hiện những cái tổn thương, nó làm cho xuất hiện cái ran, đó là cái ran nẵm to hạt hay dừa hạt, hay nói cách khác, đã nắm to hạt cái dừa hạt là biểu hiện của đã hiện diện bất thường cái dịch trong lòng của đường dẫn khí. Thấy không nào? Nó xuất tiết trong lòng điện khí nó có dịch đó, thì không khí đi vào đi ra làm xáo động cái dịch đó. Nên chúng ta nghe được ran gọi là cái ran nắm to hạt cái dừa hạt. Nhưng mà nếu như trong quá trình điều trị chúng ta xử trí mà không khéo, không chú ý một số cái chống chỉ định của đó, chúng ta dùng thuốc nó làm khô cái dịch này lại đi, thì nó sẽ biến thành những nút nhảy. Lúc đó chúng ta sẽ không nghe được ran nắm nữa, mà chúng ta chỉ nghe được rành ngái rành đít, mà một điều quan trọng nhất là những cái diễn biến của bệnh nó không tiến triển, nó không khá hơn mà nó đứng ở đó hoặc nó nặng hơn. Thì khi mà một bệnh nhân trong cơn hen cấp, chúng ta xử trí vài tiếng đồng hồ thấy nó tiến triển rồi, bây giờ đột nhiên nó không tiến triển nữa, nó dừng lại ở đó, mà có khi nó trầm trọng hơn, nghe phổi không còn đã nặng nữa, thì chúng ta coi chừng chúng ta dùng thuốc nó sai rồi đó, nó đã làm khô các cái nút nhầy này rồi, nó làm tạo những nút nó bít tắc cái đường dẫn khí lại rồi, mà những nút nhầy nó không tác dụng với thuốc giãn phế quản, không tác dụng với thuốc cầu tương yếm, ha, đó là báo hiệu chúng ta đã dùng số thuốc nó không phù hợp rồi, thấy không? Đó là cái cơ chế bệnh sinh của cơn hen quản cấp. Như vậy thì
Cái phân cấp tóm lại nó có hai cái giai đoạn, giai đoạn khởi phát, giai đoạn tồn phát. Thấy không nào? Rồi, để lâm sàng thì chúng ta chỉ nhớ hai cái triệu chứng sinh thôi, rồi từ đó chúng ta suy luận lên trên lâm sàng. Thì triệu chứng lâm sàng là giai đoạn khởi phát của nó, là triệu chứng báo trước, rồi cơn khó thở tăng dần, chủ yếu là co thắt phế quản, thì phổi nhiều nứt tinh ngái. Thấy không nào? Thì đây là cái tóm tắt hệ thống lại của cái triệu chứng lâm sàng thôi. Như vậy cơ chế bình sinh chúng ta chỉ nhớ duy nhất là cơn hen phế quản xảy ra cấp tính, không phải do vi trùng mà do tiếp xúc dị nguyên, nó tạo ra một phản ứng kháng nguyên kháng thể, thì các quá chế trung gian đó nó tác động vào trong các cái đường dẫn khí, nó tạo thành cơn khó thở cấp, cụ thể là giai đoạn khởi phát là chủ yếu là co thắt của đường dẫn khí, nó làm cho bệnh nhân là khó thở, tăng nhịp thở, co lõm cơ hấp phổi và nghe nhiều nứt tinh ngái. Thấy không nào? Giai đoạn toàn phát là giai đoạn của nó phù này niêm mạc xuất tiết trong lòng của đường dẫn khí, ngoài ra nứt tinh ngái chúng ta nghe ra nẫm to hạt hay dừa hạt. Trong giai đoạn này cái đường dẫn khí tắc nghẽn trầm trọng hơn, bệnh nhân khó thở nhiều hơn, giả mồ hôi hơn, cái ngồi về để thở đôi khi cái lồng ngực căng phòng hai bên. Thì chúng ta từ cái tổn thương cơ thể bệnh lý chúng ta suy ra các triệu chứng lâm sàng. Thế không nào, tôi nhắc lại vậy thì biểu hiện lâm sàng của cơn hen cấp nó bao gồm thứ nhất là nó tiếp xúc dị nguyên, nó không có chất trung gian, nó làm co thắt cơ dòng phế quản là thì đầu tiên, cơ dòng phế quản co thắt nó làm đường dẫn khí nó hẹp lại, đó bệnh nhân khó thở, co lõm nhiều, nghe tiếng thở khò khè khò khử, nghe phổi trực tiếp có rành ngái rành rít cả hai bên phổi hết. Nhớ là nghe rít thật ra tắc nghẽn dẫn khí, do chúng ta nghe hai thì hết, ít vào thở ra đều nghe cái rành rít tinh ngái hết. Rồi tới giai đoạn toàn phát là nó xuất hiện thêm cái cơ chế bệnh sinh là nó phù này niêm mạc, nó xuất tiết trong lòng niêm mạc đường dẫn khí, nó làm cho bệnh nhân khó thở nhiều hơn, ngoài rít tinh ngái đó thì thứ nhất bây giờ nó xuất hiện thêm cái rành nẫm to hạt hay dừa hạt là thì thứ hai. Thấy không? Đó thì từ cái khởi phát tới toàn phát bao lâu không có thời gian cụ thể, tùy thuộc từng cá thể, có đứa chỉ dần vài phút là nó xuất hiện cái cơn toàn phát rồi, có đứa buổi sáng tới buổi trưa nó xuất hiện cái toàn phát của nó, do đó chúng ta không có thời gian cụ thể cho từng cái giai đoạn của nó. Thấy không? Rồi thì ở cái hen này người ta chú ý tới cái hen là nhũ nhi, thì tại sao phải chú ý cái này? Tại vì cái bệnh lý này là nó dễ lầm lẫn với cái một bệnh lý mà chúng ta sẽ học sau này là cái viêm tụ cấp. Đôi khi nặng khó thở tắc nghẽn đó, người thầy thuốc cũng không phân biệt được đây có phải là cơn hen đầu tiên hay là viêm tụ cấp. Nghe rất khó phân biệt, cho đó người ta mới lưu ý tới cái thể hen ở trẻ nhũ nhi này. Mà nên lưu ý là nhũ nhi là trẻ bú mẹ, tức là sau 1 tháng về dưới 12 tháng. Nhưng mà trong cái hiệp hội hen người ta thống nhất với nhau rằng nó hen trẻ nhũ nhi tức là hen ở trẻ dưới 24 tháng. Hen di trẻ hơn 4 tháng, do đó khi nói là nghiên cứu về hen nhũ nhi là ta hiểu là người ta muốn nghiên cứu ở hen trẻ dưới 24 tháng tuổi, hiểu không? Rồi thì hen cái này thì nó cái lứa tuổi này đó các cận lâm sàng nó không giúp chúng ta chẩn đoán cận hen được, mà cụ thể nhất là trên lâm sàng thôi. Do đó khi mà người ta quy ước là nếu như đứa trẻ dưới 24 tháng mà nó có 3 đợt khò khè kèm theo khó thở thì người ta có quyền chẩn đoán đứa trẻ này bị hen cái quản mà hen trẻ nhũ nhi. Nghe tôi nhắc lại, đối với quy ước này lứa tuổi này cận lâm sàng không giúp ta chẩn đoán được chính xác cơn hen mà hoàn toàn tùy thuộc lâm sàng thôi. Và khi bỏ hen người ta thống nhất rằng nếu như đứa trẻ này mà nó có 3 đợt khò khè kèm theo khó thở, nghe khò khè kèm theo khó thở thì người ta chấp nhận là được quyền chẩn đoán đứa trẻ này bị hen phế quản. Thí dụ như bây giờ đứa trẻ này tới chúng ta lúc nó 20 tháng mà hỏi là lúc nó khoảng 11 tháng nó bị khò khè khó thở một lần rồi, nhập viện điều trị vài ba ngày nó khỏi, lúc nó 14-15 tháng nó bị một lần nữa cũng tương tự như vậy, và bây giờ nó 20 tháng bị lần nữa thì chúng ta có quyền chẩn đoán đứa trẻ này bị cơn hen quản cấp, chúng ta xử trí như cơn hen cấp như vậy, đúng không? Nhưng mà có một điều đặc biệt là ở cái lứa tuổi nhỏ này thường thường khi xuất hiện cơn hen thường nó khởi đầu bằng một cái nhiễm virus đường hô hấp, thường là viêm hô hấp trên cho virus rồi sau nó bùng phát cơn hen, chứ hiếm khi nó lên cơn hen đơn thuần giống như trẻ lớn. Do đó đôi khi rất là khó phân biệt đứa trẻ này là cơn hen cấp hay là viêm tụy cấp. Cái đó là cái thứ nhất, thấy không nào, người ta lưu ý. Thứ hai, ý nghĩa là ta muốn đề cập tới cái này là cái gì? Bởi vì chiến lược hen hiện tại bây giờ của người ta là phát hiện sớm và dự phòng sớm cho nó. Nên, trong chiến lược hen bây giờ là phát hiện sớm bệnh hen phế quản và dự phòng sớm cho nó, chứ không phải là cái cắt cơn hen. Tại vì các cái thuốc hiện tại bây giờ
rất là hữu hiệu để cắt cơn hen, cắt nếu chúng ta dùng đúng phác đồ, đúng kỹ thuật của nó. Do đó lứa tuổi này là lứa tuổi rất thích hợp để phát hiện sớm cơn hen phổi mãn cấp. Vì nếu như chúng ta phát hiện được cái lứa tuổi này thì chúng ta đưa vào dự phòng thì cái nguy cơ đứa trẻ bị tổn thương phổi sau này rất ít. Và nếu chúng ta để 4 năm tuổi, 5 6 tuổi trở lên mới phát hiện được thì lúc đó phổi nó đã tổn thương rồi, nó tăng sinh tuần hoàn phổi, nó tăng sinh cái niêm mạc của phế quản rồi, nó bị tắc nghẽn tương đối rồi, không phục hồi lại được. Do đó ý nghĩa của nó, do đó người ta mới đề cập tới riêng một thể lâm sàng là hen trẻ nhũ nhi, tức là làm sao phát hiện sớm đứa trẻ này hen ở dưới 24 tháng tuổi để từ đó đưa vào cái dự phòng để mình tránh những cái di chứng ở hô hấp và sau này nha. Rồi để làm cái phổi mà trong cơ hen cấp, khi mà cái phổi trong cơ hen cấp nó có hai tiến trình. Một cái là cái đường dẫn khí nó bít tắc hoàn toàn, cho nên gây sạc phổi, mà sạc phổi cái dạng li ti trong vua phổi đó, một số cái phế quản nó bít tắc không hoàn toàn, nó làm cái emphysem. Tức là hai tiến trình này nó đi song song trong cái phổi của đứa trẻ trong cơn hen cấp. Thì cái này tính toán nó chụp không được, chúng ta không thấy được, mà chúng ta hiểu rằng nó có những tiến trình như vậy đó. Thì nếu mà nó sạc thì chúng ta không gọi là biến chứng sạc phổi. Biến chứng sạc phổi khi mà một cái tổn thương phổi trong cơn hen cấp nó làm sẽ một vùng phổi mà chúng ta thể cảm nhận được trên X-quang cũng như trên lâm sàng, thì lúc đó chúng ta mới gọi là biến chứng. Còn đây là những cái tiến triển tự nhiên của trong cái cơn hen cấp ở trong cái phổi. Thì đây là cái lòng có phế quản cắt ngang ra trong cơn hen cấp. Chúng thấy là trong cơn hen cấp là cái cơ dòng này nè, nó co, nó tăng sinh phì đại lên. Trong lòng của nó tiết đầy cái dịch trong này hết trơn rồi, cái niêm mạc nó bị bong tróc ra, xuất tiết dịch trong đầy hết trơn hết rồi luôn. Thì tiết dịch này nếu chúng ta điều trị không khéo với những thuốc mà làm khô niêm mạc, nó sẽ làm cho chất này nó khô lại, nó thành những cái nút ở trong cái đường dẫn khí. Những lúc đó nó không tác dụng như thuốc giãn phế quản, không tác dụng như kháng sinh, không tác dụng vào tiêu diệt. Tức là chúng ta điều trị đúng phác đồ rồi mà cơn hen nó vẫn không cải thiện thì đó là coi chừng, nó là biến chứng. Chúng ta dùng các thuốc không thích hợp để làm khô cái niêm mạc này, nó làm cho mà bít tắc cái đường dẫn khí lại. Rồi bây giờ trẻ dưới 5 tuổi chẩn đoán cái cận lâm sàng đó, đối trẻ dưới 5 tuổi đi giúp chẩn đoán thì nhớ là ở trẻ dưới 5 tuổi không có cái cận lâm sàng là giúp chẩn đoán xác định hết, mà hoàn toàn phụ thuộc chuyện lâm sàng. Chính vì vậy mà ở Bộ Y tế người ta mới đưa ra một khuyến cáo giúp cho cái ngành y tế của mình ở Việt Nam mình chẩn đoán trẻ dưới 5 tuổi, chẩn đoán hen trẻ dưới 5 tuổi bằng là cái hướng dẫn Bộ Y tế là 2016. Cái đại em nào mạng tải xuống là có đầy đủ trên rồi, nó là số 4888 trên quyết định của Bộ Y tế. Thì với cái mà hướng dẫn này thì có nhiều rất nhiều ý. Thứ nhất là yếu tố gợi ý khả năng hen, thì trong đó người ta đề cập tới là yếu tố gợi ý hen, ví dụ như khò khè là kèm theo một trong các triệu chứng ho khó thở, bất cứ dấu hiệu nào sau đây như triệu chứng tái phát thường xuyên, nặng hơn về đêm hoặc sáng sớm. Rồi yếu tố gợi ý khả năng hen tương đương một loạt cái. Rồi yếu tố ít gợi ý khả năng hen, tức là những cái vấn đề người ta đưa ra ta cho mình xem xét. Và cuối cùng thì người ta đưa tiêu chuẩn chẩn đoán hen phế quản với 5 tiêu chí. Thứ nhất là khò khè tay đi tới lại. Thứ hai có hơi tức chất tắc nghẽn đường thở, tức là lâm sàng có ranh rít tinh ngái, có cái tình trạng khó thở co lõm nhiều. Rồi dụng chất giảm phế quản nó có đáp ứng tiền sử bản thân hay gia đình có cái tiền sử dưỡng, thí dụ như là bệnh chàm, viêm mũi dị ứng, viêm son, hay không nè, bệnh hen phế quản, tức là những cái bệnh lý nằm trong cái nhóm bệnh dị ứng mà tiền sử của bản thân nó có thể có, hoặc là tiền sử gia đình mà gia đình chủ yếu lại là cha mẹ anh chị em ruột, cha mẹ anh chị em ruột có một trong những bệnh lý đó thì nó góp phần cho chẩn đoán đứa trẻ có cơn khó thở cấp này là hen phế quản. Thí dụ cha mẹ nó có người nào có bị viêm mũi dị ứng, người nào bị viêm son, có người nào đã bị chàm, có người nào bị mày đai, đó thì đó là những bệnh lý nằm trong nhóm bệnh diễn. Thì khi trong gia đình đó, anh chị em ruột và cha mẹ mà có một trong những người đó có cái bệnh diễn này thì nó góp phần cho cái chẩn đoán của cái đứa trẻ này trong cơn khó thở cấp mà do hen phế quản. Và ở Bộ Y tế thì nó thêm một cái là đã loại trừ các nguyên nhân khác gây khó khè. Thì đây là giới thiệu cho em cái
cái tiêu chuẩn gợi ý của Bộ Y tế. Bây giờ trở lại với cái phần của mình. Phần của mình thì lâm sàng thì như trẻ như nãy nói, trẻ dưới 5 tuổi nó không có cái mà chẩn đoán giúp để cho nó xác định, mà nó chỉ giúp được khi mà trẻ trên 5 tuổi, mà chính xác là trẻ từ 6 tới 7 tuổi hoặc 7-8 tuổi, tức là chúng ta đo chức năng hô hấp. Mà muốn đo chức năng hô hấp, kỹ thuật này đòi hỏi đứa trẻ phải hợp tác, mà hợp tác đúng kỹ thuật nữa, thì thường thường đứa trẻ 7-8 tuổi trở lên nó mới hợp tác được cái này, còn dưới đó không hợp tác được. Thì cái mà cận lâm sàng duy nhất giúp xác định đứa trẻ này là bị hen phế quản là khi đứa trẻ này nó hợp tác được đúng kỹ thuật để đo chức năng hô hấp của nó. Còn dưới lứa tuổi dưới đó nó không hợp tác được thì chúng ta đành chịu thôi, chúng ta chỉ dựa vào lâm sàng thôi, hiểu không? Rồi thì ở đây là cái kỹ thuật đo lưu lượng đỉnh, thì nó là một dạng đo chức năng hô hấp để coi nó tắc nghẽn hay không, mà ở những cơ sở mà nó không có đủ cái máy móc thì người ta có thể là vận dụng cái này, tức là đo lưu lượng đỉnh qua cái lưu lượng đỉnh kế. Thì những cái mà dàn dàn nó cầm nè là lưu lượng đỉnh kế. Thì lưu lượng đỉnh kế nó có nhiều loại lắm, đây nè một loạt các lưu lượng đỉnh kế nè, cái tròn vậy rồi ngậm vậy, cái này cũng vậy, đó là lưu lượng đỉnh kế. Thì mục đích đo lưu lượng đỉnh kế làm cái gì, là khi mà đứa trẻ tới với mình nó than nó bị khò khè khó thở ha, nhưng mà không phải nguy kịch nha, tức là nó còn chịu đựng được ha, thì mình cho nó đo cái lưu lượng đỉnh này, lưu lượng đỉnh và lưu lượng đỉnh kế. Thì thứ nhất kéo con trỏ ở cái lưu lượng kế này về con số 0, rồi cho bệnh nhân đứng thẳng lên ha, thở ra thật hết, rồi hít vào thật sâu, rồi ngậm cho kín cái ống mà của cái lưu lượng kế này, rồi thổi ra thật mạnh để coi cái hơi thở trong phổi nó tắm con trỏ đi được bao xa, đâu nè. Nếu nó tắc nghẽn nhiều thì nó tống không xa được, tắc nghẽn ít thì nó tống xa hơn, mà không tắc nghẽn thì nó tống xa hơn nữa. Thì từ đó chúng ta mới so với cái chuẩn của đứa trẻ. Ví dụ bây giờ đứa trẻ 6 đến 9 tuổi nè, chiều cao nó từ 1-2.5 nè, thì lưu lượng chuẩn là khoảng 210 nha. Nếu nữ là chiều cao này nha, lưu lượng đỉnh khoảng cũng 210, ví dụ như vậy 10-15 tuổi nha, nhân dân một loạt như vậy đó. Thì để coi so với chuẩn này thì nó thở ra được bao nhiêu. Nếu nó thở ít hơn với cái chuẩn này mà 20%, thì chúng nói là đứa trẻ này khả năng bị tắc nghẽn, nên có tắc nghẽn. Rồi sau đó chúng ta cho thuốc giảm phế quản đi, giảm phế quản xong 3 phút sau chúng ta cho thở lại lần nữa. Nếu thở lần sau dùng thuốc giảm phế quản rồi mà nó hơn cái số trước đó là 20%, thì chúng ta nói là đứa trẻ này có tình trạng tắc nghẽn cấp tính từ dưỡng khí, mà tắc nghẽn đó đáp ứng thuốc giảm phế quản thì chẩn đoán đứa trẻ này bị hẹp phế quản. Thì đó là cái mà vận dụng cái lưu lượng đỉnh kế để mà xác định cái lưu lượng đỉnh trong những trường hợp cơ sở mà không có cái điều kiện máy đo chức năng hô hấp. Đây là một loạt các cái lưu lượng kế này. Đó. Thì bây giờ cái này là cái rõ nhất. Bây giờ có con đỏ này nè, chúng ta kéo con đỏ xuống đây. Đó, cho bệnh nhân ngậm cái này thật kín với tư thế nãy đứng nãy đó, nha, thổi ra thật mạnh. Nếu cái phổi nó không tắc nghẽn thì nó đẩy con đỏ đi xa, cái phổi nó thông đó xa. Còn nếu tắc nghẽn ít thì nó đẩy lên đây, tắc nghẽn nhiều nó đẩy dưới đây. Nha, thì chúng ta xem với cái số chuẩn của đứa trẻ này coi như vậy nó có chênh lệch nhau không. Nếu giảm dưới 20% thì chúng ta nói là đứa trẻ này có tắc nghẽn trong phổi. Thì nguyên lý nó vậy, đơn giản nó vậy. Thứ hai cận lâm sàng thứ hai là nó xét nghiệm để hỗ trợ để xác định coi cơn hen này có nặng hay không nặng, có biến chứng hay không. Thì xét nghiệm thứ nhất là đàm, để coi trong đàm thường đàm nó có eosinophil, bây giờ nó có bạch cầu đa dương tính thì coi chừng bệnh nhân này bị bội nhiễm. Thứ huyết độ cũng vậy, có bạch cầu đa dương tính nó tăng không. Nếu trong cơn hen cấp bệnh nhân có sốt mà làm bạch cầu đa dương tính tăng nữa thì coi chừng nó bị bội nhiễm rồi. Eosinophil phổi đi coi nó có bị biến chứng hay không, nó sẹp phổi, nó bội nhiễm phổi, nó tràn khí màng phổi, đúng không nào? Khí máu động mạch để giúp cho xác định coi mức độ thiếu dưỡng khí trong cơn hen cấp nặng nó thiếu dưỡng cỡ nào. Thì đó những cái là cận lâm sàng để giúp hỗ trợ cho cái chẩn đoán mức độ nặng của cơn hen chứ mà chẩn đoán xác định nha. Rồi đây là cái phổi x-quang phổi của cái ngay đây, và chẩn đoán cuối cùng trước giờ thì chẩn đoán là gì, là nếu như trẻ dưới 5 tuổi nha, chúng ta không có chức năng hô hấp được, nhưng mà đứa trẻ này nó vào viện với mình với tình trạng là khó thở kèm theo khò khè,
cái nghe nghe nó thở khò khè khò khè kèm theo là nó khó thở, tức là kèm theo nhịp thở nhanh, kèm theo co lõm ngực nữa ha. Chúng ta nói là như vậy đứa trẻ này có khó thở cấp tính rồi đó. Rồi giờ để xác định có phải khó thở do cơn hen co thở thanh quản không, chúng ta cho test giãn phế quản, như vậy là test điều trị nè, cho thở khi dùng bằng thuốc giãn phế quản. Nếu sau khi cho thở khi dùng thuốc giãn phế quản là 15 phút hết thuốc rồi, đợi 15 phút nữa rồi chúng ta đánh giá lại coi coi tình trạng khó thở cải thiện hay không. Cụ thể nhất là trước khi cho thở chúng ta đến nhịp thở bao nhiêu lần phút, coi nhóm cơ hấp nào nó hoạt động, sau khi thở xong rồi 15 phút sau nữa chúng ta đánh giá lại coi mức độ khó thở nó cải thiện hay không, coi nhịp thở nó cải thiện hay không, nhóm cơ hấp nó có cải thiện hay không. Nếu có cải thiện chúng ta gọi là nó đáp ứng với cái thuốc giãn phế quản hay là gọi cái test điều trị có hiệu quả. À, đó là cái quan trọng nhất thấy. Bên cạnh đó cái những cái hỗ trợ thêm là coi coi tiền căn của nó bị mấy lần rồi, có địa diễn hay không, tiền căn gia đình của nó có yếu tố nào trong cái nhóm bệnh diễn hỗ trợ thêm hay không, thì đó là cái nó của mình. Thì nói chung là nó cũng tương tự như vậy, là có khó thở khó khè ha, tiền căn tái phát, tiền căn gia đình ha, cái tác điều trị hiệu quả ha. Còn của với Bộ Y tế đưa khuyến cáo mình là có thêm cái là loại trừ cấp nguyên nhân gây khó khè khác. Thấy không? Như vậy thì tóm lại để chẩn đoán cơn hen cấp của trẻ dưới 5 tuổi từ phụ chỉ lâm sàng nha, là thứ nhất đứa trẻ vào viện với mình với cơn khó thở cấp tính, mà khó thở đó có đáp ứng thuốc giãn phế quản, tức là test giãn phế quản, hỏi lại tiền sử nó bị mấy lần rồi nha. Nếu tiền sử nó đã trước nó bị 2 lần rồi, bây giờ thứ 3 mà dưới 4 tháng ok chẩn đoán nó hen phế quản. Còn nếu trẻ lớn hơn 4-5 tuổi rồi, hỏi tiền sử trong 12 tháng qua nó bị mấy lần rồi, nếu trong 12 tháng qua bị 2 lần rồi, bây giờ lần thứ 3 ok đứa trẻ này bị hen phế quản. Còn đứa trẻ lớn hơn 60 tuổi trở lên thì chúng ta xử trí khi cải thiện rồi, chúng ta đo chức năng hô hấp của nó để xác định coi nó có tắc nghẽn hay không, thì từ đó hỗ trợ thêm chẩn đoán của nó ha. Rồi chẩn đoán phân biệt thì đối với hen cấp tùy theo lứa tuổi, tùy theo tình trạng nặng của nó, hay là tùy theo cái đáp ứng điều trị mà chúng ta có chẩn đoán phân biệt khác nhau. Thí dụ như bây giờ đứa trẻ này dưới 24 tháng thì chúng ta chẩn đoán phân biệt viêm tụy băng cấp, đúng không nè. Nhưng mà nó 30 tuổi rồi thì chúng ta không đưa chẩn đoán phân biệt này được rồi ha. Tại viêm tụy băng cấp là cái lứa tuổi dưới 24 tháng, còn trên đó là nó viêm phổi do virus, chúng ta viêm tụy băng cấp nữa ha. Rồi một chỉ dẫn thứ quản mới quên, thì nếu trẻ này 2-3 tuổi gì đó trước đó nó bị sặc một lần rồi nó khò khè rồi đi hết rồi, sau lỗ đau bị lần nữa thì lúc đó chúng ta nghĩ có thể sẽ gì vượt qua hay không. Thì nếu giả sử đứa trẻ này mới có 5-6 tháng nó bị khò khè lần rồi, giờ 7-8 tháng bị lần nữa thì vượt qua quên không được rồi, tại vì lứa tuổi này nó chưa ăn dặm mà, em mới đầu ăn bột thì đâu có gì vượt đâu, phải không nè. Đó nhân dân như vậy nó còn tùy thuộc vào cái lứa tuổi bệnh nhân đang cân khò khè cấp này bao nhiêu tuổi, tiền sử nó khởi phát lúc mấy tháng tuổi để mà có cái chẩn đoán gián biệt phù hợp, chứ không có một cái cụ thể nào hết nha. Rồi đây là một số bệnh bất thường cấu trúc đường dẫn khí nha, cấu giải phẫu mà nó có cái biểu hiện khò khè tương tự như hen phế quản mà đôi khi chúng ta điều trị nhiều lần không phát hiện được. Thì đây là 8 cái loại mà 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái loại mà bất thường cấu trúc giữa khí quản thường quản, đúng nè. Đó cái kiểu của nó là thống kê là bất thường này là nó có mấy loại thế này nè, nhưng mà trong đó cái loại này là cái loại mà dễ nhầm lẫn với cái chẩn đoán hen, tức là cái thực quản nó cũng nhánh ăn thông với khí quản. Khi trẻ bú nuốt gì đó thì dịch ở đây một phần nó qua đây kích thích, nó làm cho cái khí quản này nó co thắt lại, nó gây khò khè. Thì đương nhiên nó khò khè co thắt cũng tương tự như cơn hen phế quản thôi, mà tái diễn lại nhiều lần, mà thường nó xuất hiện lúc sớm, đứa trẻ là 2 tháng 3 tháng là nó bị rồi ha. Thì điều trị nó khỏi rồi dài từ sau nó bị lại nữa ha. Thì cái tính chất của cơn hen, nếu giả sử chúng ta thấy trẻ dưới 24 tháng mà sao mà cơn nó khích địch vậy, nó khoảng chừng 3-4 tuần bị mà mỗi lần điều trị có 1 tuần 10 ngày thì coi chừng nó là nằm trong cái dạng bất thường cấu trúc về dẫn khí. Ở đây là một dạng bất thường đây, do khí quản thực quản, thấy không nè. Cái thứ hai là cái mà xuất hiện cơn khò khè sớm cũng tương tự như hen phế quản, đó là cái bất thường mạch máu ở lồng ngực, thấy không nè. Đó thì mà vascularing tức là mà mạch nhẫn á, thấy không, là chiếc nhẫn á, vascular mạch nhẫn á, tức là mạch dòng đó, tức là bây giờ bình thường thì hai cái động mạch đi lên vậy, bây giờ bất thường nó có một cái nhánh nó mạch ngược xuống, nó siết cái khí quản lại,
Hoặc là bình thường nó đi như thế này, bây giờ nó có một bầu cái động mạch ở đây, đè nó ép này lại, thì đây là bất thường cấu trúc của cái mạch não, nó xuất hiện ở bẩm sinh. Thì thường thường nó khi nó đè ép vậy đó, nó cũng làm tắc nghẽn điện khí, nó gây cái khó thở, tắc nghẽn tương tự như cơn hen phế quản cấp. Nhưng mà cứ gợi ý là thường nó xuất hiện sớm, ở 1-2 tháng sau khi sanh nó bị rồi, và mỗi lần nó bị vậy đó nó rất là nặng. Chúng ta điều trị đúng phác đồ của cơn hen, cắt cơn trung bình cân nặng thì có khoảng là 1 tuần 10 bữa nó mới cải thiện, nhưng nó không cải thiện hoàn toàn. Ví dụ 10 phần nó khó thở gì, nó cải thiện khoảng chừng 7 phần, còn 3 phần nó khó khè nhẹ 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 rồi, khoảng vài tuần sau nó vào cơn khó thở nữa. Thì với cái tình trạng mình đi, đứa trẻ có tình trạng khó thở cấp tính nặng tương tự cơn hen phế quản, mà hỏi là tiền sử nó khởi phát sớm trong vòng 2-3 tháng tuổi nó bị rồi, thì bây giờ sau này vài ba tháng bị lần, vài ba tháng bị lần, mỗi lần là nó cơn hen rất là nặng, chúng ta điều trị 5-7 ngày, khi 10 ngày nó cải thiện thì coi chừng nó là trong cái này bất thường cấu trúc mạch máu, nó chèn ngẹp với nè. Cái này để chẩn đoán, chúng ta dùng cái chụp cắt lớp đồng thời kết hợp với nội soi phế quản ha, thì chúng ta chỉ cần thêm một phẫu thuật thôi. Thì đó là những cái bất thường cấu trúc mà dưới 24 tháng tuổi chúng ta thường gặp, nó xuất hiện giống như cơn hen. Rồi thì bây giờ chẩn đoán, khi mà chẩn đoán hen phế quản rồi, chúng ta phải chẩn đoán mức độ nặng của cơn hen, muốn nặng của nó. Thì mức độ nặng cơn hen thì có chia là nhẹ nè, trung bình, nặng, dọa ngưng thở. Mà thường chúng ta gặp nhất là trung bình với nặng, tức là mức độ bệnh lý của cơn hen cấp đợi trung bình với nặng chỉ mà gặp bệnh viện nhiều hơn. Còn nhẹ thường thường nó điều trị ở nhà nó khỏi được nữa, hoặc nó tự khu trú lại. Nhưng mà thường nó vào viện với trung bình nặng. Thì nó có 7 cái triệu chứng lâm sàng chúng ta cần phải nhớ, để khi xác định đứa trẻ nó bị cơn hen cấp rồi, chúng ta sẽ xác định mức độ nặng của nó mức độ nào, tức là mức độ nặng của cơn hen phế quản. Nó trung bình, nặng, dọa ngưng thở. Thì thường dọa ngưng thở nó gặp hai cái mức độ là trung bình và nặng. Nó dọa ngưng thở thường thường cái này nó vào đây rồi thì khó mà kéo ra lắm. Còn nhẹ thường thường nó ở nhà tự khu trú lại nó cũng khỏi nữa. Chúng ta phải nhớ là 7 triệu chứng lâm sàng để giúp chẩn đoán, xác định mức độ nặng của cơn hen, để từ đó chúng ta áp dụng phác đồ xử trí cho thích hợp cho nó. Cái này mình về mình xem mình cho kỹ chút xíu ha. Rồi rồi khi mà đã xác định mức độ nặng cơn hen rồi, chúng ta phải suy nghĩ theo đúng phác đồ của nó. Tại vì phác đồ nó là có cơn nhẹ, trung bình phác đồ, nặng phác đồ, dọa ngưng thở phác đồ. Thì nếu như cơn hen xác định mức độ trung bình, chúng ta áp dụng phác đồ trung bình của nó. Cơn hen mức độ nặng, chúng ta áp dụng cái phác đồ nặng của nó để xử trí cho nó. Khi xử trí xong rồi thì thường thường đối với cơn hen mà trung bình, chúng ta xử trí từ 6-12 tiếng hồi nó cắt rồi. Cơn hen nặng có thể trong vòng 24 giờ nó đã cắt được cơn hen rồi. Khi ổn định rồi thì chúng ta mới xác định lại coi cái bệnh nhân này nè có cơn hen ở mức độ đó, nhưng mà bệnh hen này bệnh mức độ nào, thì từ đó chúng ta mới xác định được cái dự phòng cho nó. Thì về bậc độ nặng của bệnh hen người ta mới chia làm 4 bậc: bậc 1, bậc 2, bậc 3, bậc 4. Vì kinh điển vậy đó ha, bậc 1, 2, 3, 4. Thì nếu bậc 1 thì nó triệu chứng ban ngày, nó xuất hiện sao, ví dụ như là nó hai tuần nó mới mắc một lần thì chúng ta nói bậc một ha. Về đêm thì có 1 tháng nó bị có 1 lần thôi ha, thì nó bậc một, thấy không nè. Còn nếu như mà nó 1 tuần mà nó bị 2 lần ha, mà 1 tháng nó khò khè 2-3 lần gì đó thì nó bậc 2, rồi bậc 3, bậc 4. Mà thường ở trẻ em thì chúng ta gặp bậc 1, bậc 2 nhiều hơn. Bậc 3, bậc 4 là trẻ lớn hoặc là người lớn, đúng không? Thì khi mình xác định là bậc 1, bậc 2, nếu bậc 1 thì chúng ta chỉ là hướng dẫn cho người nhà những yếu tố có thể làm cho cơn hen xuất hiện để người ta loại trừ thôi. Nhưng bậc 2 thì chúng ta phải dùng thuốc, hay dùng thuốc dự phòng cho nó, gọi là điều trị dự phòng hen phế quản. Đúng không nè? Thì tại sao mà tới bậc này ta phải dùng thuốc? Bởi vì cái tiêu chuẩn để chẩn đoán bậc 2 này, ngoài cái này nè, ngoài cái là khò khè ban ngày đó, cơn khò khè ban ngày đó nó 1 tuần 1 lần ha, nhưng mà 2-3 ngày nó mới bị, chứ không phải là ngày nào bị hết, thấy không nè. 1 tháng thì nó bị trên 2 lần khò khè về đêm, thấy không? Đã tôi xác định bậc 2 rồi, nhưng mà có một tiêu chuẩn là khi bệnh nhân này đã có cơn nặng phải nhập cấp cứu ha, thì lúc đó có quyền xếp bệnh nhân này vào cái bậc 2, tức là bệnh hen phế quản ở mức độ bậc 2. Em hiểu không? Tôi nhắc lại, chúng ta áp dụng cái này thì thông thường rồi. Ví dụ như là
nó khò khè, ban ngày tuần hai lần gì đó, thấy không nè, đó rồi tháng là nó hơn hai lần tháng, nó khò khè ban đêm gì đó, thì nó là bậc hai là ổn rồi, không gì hết. Nhưng mà có một cái cách nữa là khi mà bệnh nhân này có cơn hen cấp nặng trong tiền sử của nó là được xếp bệnh nhân này vào trong bậc hai. Mục đích làm cái gì? Bởi vì khi mà cơn hen nặng như vậy đó, xếp vào bậc hai là cái bậc này là chúng ta dùng thuốc can thiệp nó, chứ không có phải để hướng dẫn thông thường như bậc một. Mà dùng thuốc mục đích là để chủ động khống chế cái cơn hen của nó. Nếu như đã tiền sử một lần cơn hen nặng rồi mà chúng ta không dùng thuốc để chủ động khống chế thì những cơn hen sau có thể đưa vào cơn hen ác tính, và lúc đó chúng ta không kéo ra được. Thứ hai là để giúp cho nó có xuất hiện những lần cơn hen sau đó là khống chế mức độ trung bình thôi, chứ không còn nặng nữa. Thì muốn vậy chúng ta phải dùng thuốc chủ động. Mà muốn dùng thuốc chủ động thì phải bậc 2, chứ bậc 1 chúng ta chưa có quyền dùng thuốc, hiểu không? À, như vậy thì cái bệnh lý hen phế quản nó có hai phần. Một phần là về mặt lâm sàng xác định cơn khó thở cấp tính này có phải là cơn hen phế quản hay không, trong đó đánh giá là mức độ đáp ứng thuốc giãn phế quản. Nếu như đáp ứng thuốc giãn tốt thì ta nói là như vậy bệnh nhân khó thở cấp tính và đáp ứng thuốc giãn phế quản được quyền chẩn đoán hen phế quản. Khi cắt cơn hen xong rồi đánh giá lại coi cái bệnh nhân này là mắc bệnh mãn tính rồi, bệnh hen phế quản đó, như vậy thì xác định bệnh hen phế quản là mức độ trầm trọng nó cỡ nào, là nó bậc 1, bậc 2, bậc 3, bậc 4. Thường trên là bậc 1, bậc 2. Và bậc 2 thì ngoài cái hướng dẫn yếu tố loại trừ cái nguy cơ bị xuất hiện cơn hen, còn đòi hỏi phải dùng chủ động dùng thuốc dự phòng cho nó. Dự phòng có thể 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm hay 5 năm tùy theo. Nhưng mà sau mỗi 3 tháng đánh giá lại, mỗi 12 tháng đánh giá lại. Thấy không? Rồi. Thì, đây là cái kinh điển. Nếu mà xác định cơn hen trung bình ha, thì cái thuốc căn bản nhất là thuốc giãn phế quản bằng khí dung kèm theo corticoid uống ha, thường dùng nhất là cái prednisolone uống không nè. À, thì uống đánh giá lại giờ đầu rồi sau đó 2 giờ đánh giá lại bệnh nhân. Rồi nếu mình xác định là bệnh nhân là có hen nặng thì đương nhiên cơn hen nặng nó sẽ có thiếu dưỡng khí, hỗ trợ dưỡng khí cho nó ha. Rồi dùng, cũng dùng cái thuốc giãn phế quản đường khí dung đúng không nè, đồng thời còn chưa biết đó đường tim chứ không đường uống nữa, nghe không nè. Cơn phế quản cấp mức độ trung bình cũng dùng thuốc giãn phế quản đường khí dung và đường còn chưa biết đường uống. Cơn hen nặng cũng dùng cái thuốc giãn phế quản đường khí dung còn chưa biết đường tim chứ không uống nữa, đồng thời phải trợ oxy cho nó, tại vì nó nặng nó thiếu dưỡng khí, trợ oxy cho nó. Rồi sau 2-30 phút đánh giá lại coi hiệu quả hay không, sau 1 giờ hiệu quả hay không, nghe không nè. Đó, đó là hai cái phần mà quan trọng nhất là cơn trung bình và cơn nặng. Rồi sau đó đánh giá lại. Rồi thì nãy chúng ta có cái đề cập tới một cái tình trạng là cái yếu tố nguy cơ để làm xuất hiện cơn hen. Tức là chúng ta cũng có đề cập tới cái này. Yếu tố nguy cơ là cái gì? Là những yếu tố mà có thể làm cho cơn hen xuất hiện thường xuyên hơn. Nha. À, mà cái về hen nó xuất hiện thường xuyên nó là chia làm hai cái nhóm nữa. Cái nhóm là những yếu tố chủ thể, tức là những yếu tố này chúng ta không thay đổi được. Ví dụ người ta nói là những trẻ mà cái dân Australia đó thì cái chủng đó đó, cái chủng độc đó đó thường thường cái tỷ lệ hen cao lắm. Dù nó có sanh ở đất nó hay là sanh xong đi qua nước khác nào thì cộng đồng nó chứ hồi điều tra lại thì cái tỷ lệ mắc hen cũng cao lắm. Thì được, cái này là những cái mà không cách nào mà thay đổi được rồi, hoặc di truyền. Ví dụ bây giờ đứa trẻ này sinh ra trong gia đình có cha hoặc mẹ đó bị hen phế quản thì nó 25% nó khả năng bị hen. Vậy nó cha với mẹ nó cùng hen phế quản và cùng bệnh diễn hết trơn rồi thì 50% đứa trẻ bị hen. Thì đây là những yếu tố mà không cách nào thay đổi được, tức là yếu tố chủ thể. Thấy không? Rồi. Yếu tố môi trường là yếu tố nào có thể thay đổi được. Yếu tố này chúng ta chỉ làm hai. Thứ nhất là yếu tố làm tăng tần suất mắc bệnh hen. Nha, yếu tố môi trường làm tăng tần suất mắc bệnh hen, tức là hai cái nhóm trẻ khỏe mạnh với nhau sống ở hai môi trường khác nhau, một đứa trẻ sống môi trường là không có những yếu tố này và một nhóm trẻ là sống môi trường có yếu tố này, thì sau 4-5 năm người ta khảo sát người ta thấy rằng nhóm trẻ khỏe mạnh mà sống trong môi trường không yếu tố này nè thì tỷ lệ mắc bệnh hen khoảng chỉ 2-3% thôi,
Trong khi 100 đứa trẻ mà khỏe mạnh sống trong môi trường yếu tố này nè, thì sau 5 năm tỷ lệ mắc hen có thể 8-10%. Như vậy thì người ta nói rằng đây là yếu tố nó làm tăng cái tần suất mắc bệnh hen. Nè, tần suất mắc bệnh hen. Tức là sống trong môi trường đó với yếu tố này thì nó tác động, nó sẽ làm cho cái tần suất mắc bệnh hen trong cộng đồng nó cao hơn là cái cộng đồng mà nó sống không có yếu tố này. Thì cái này thường thường á, trong những nhà dịch tễ học á, người ta chú ý tới cái này. Còn mình đối với nhà lâm sàng thì chúng ta không quan tâm tới nó, mà chúng ta quan tâm tới là yếu tố làm tăng tần suất xuất hiện cơn hen. Làm tăng xuất hiện cơn hen tức là hai cộng đồng của hai nhóm trẻ bị hen hết cơn rồi, mà nhóm trẻ bị hen nào mà nó sống trong môi trường có yếu tố này nè, một yếu tố này nè, thì cái trong một năm đó tần suất xuất hiện cơn hen nó cao hơn là cái nhóm trẻ bị hen cái quản là sống trong môi trường không yếu tố này. Thì đây là cái yếu tố mà người bác sĩ lâm sàng phải chú ý. Cho nên sau khi chúng ta điều trị dưới cơn hen rồi, trước khi cho bệnh nhân xuất viện rồi, chúng ta phải tìm hiểu về những yếu tố nào có thể làm cho nó xuất hiện cơn hen của quản cấp, để mà hướng dẫn người nhà nó biết cách mà tránh đi, cái cách mà hóa giải nó đi, để bệnh nhân ít bị mắc cái cơn hen cấp hơn, hiểu không? Đó là yếu tố về dịch tễ. Thì trong liên quan cái này, chúng ta nhớ một điều nữa là để chẩn đoán cái hen phế quản, ha, cái vai trò chủ yếu nó là của cơ dòng này, dòng nó co thắt, ha, cơ dòng co thắt, nó co thắt làm hẹp này lại, cái gì tiểu quản gì co thắt làm hẹp lại. Nhưng mà nhớ rằng cái dòng này nè, cái trẻ vừa sinh ra nó không có, tới 4-6 tháng tuổi nó mới hình thành hoàn chỉnh cơ dòng này. Đó là cái về mặt giải phẫu, ha, đứa trẻ sinh ra không có này, mà khi đứa trẻ được 4-6 tháng nó mới hình thành cơ dòng này. Như vậy để chẩn đoán đứa trẻ này bị khó thở do cơ quan cấp là nó phải từ 6 tháng trở lên, tại lúc đó mới có cơ dòng này nó co thắt được. Còn hai cái quản chẩn đoán 2-3 tháng tuổi chẩn đoán hai cái quản là sai rồi, chúng ta không hiểu gì cấu trúc cái cơ chế mà cấu trúc giải phẫu nó hết, hiểu không? Cũng chính vì cái này nó 4-6 tháng hoàn chỉnh, do đó thuốc giãn phế quản người ta khuyến cáo là nếu đứa trẻ có khó thở kiểu tắc nghẽn, người thầy thuốc có thể là dùng cái thuốc giãn phế quản đường khí dung. Nhưng mà đứa trẻ dưới 6 tuổi thì phải đánh giá lại coi, nếu như cải thiện thì dùng tiếp, còn không thì chúng ta không dùng nữa, bởi vì ở lứa tuổi đó có khi nó chưa hoàn chỉnh cái cơ dòng này, do đó thuốc giãn phế quản nó không có tác dụng, hiểu không nè? Đó là cái cơ chế của cái hen phế quản. Vậy muốn chẩn đoán đứa trẻ bị hen phế quản thấp nhất là phải 5-6 tháng tuổi trở lên, hay dưới đó thì chúng ta không chẩn đoán hen phế quản được. Thì hỏi là dưới đó nó có đặng tắc nghẽn không? Có, nhưng mà cơ chế nó không phải do co thắt cái dòng này, tại vì chưa cái dòng này chưa co thắt, mà do những cái cơ chế khác nhau. Thì đó chúng ta đi cái bài viêm tiểu quản chúng ta sẽ đề cập tới đó sau, hiểu không? Thì cơ chế của cái cơn hen nó được minh họa trong cái phần này. Đây là cái diễn nguyên ít giờ nó hình thành các mast cell đây, các cái mà kháng thể lên đây trên mast cell của nó, ít lần thứ hai thì cái diễn nguyên nó bám trên bề mặt của cái mast cell này, nó làm dở cái mast cell, nó không quanh thịt vàng. Cấu trúc da đó nhiều loại, nó tạo những cái cơ gì hay những niêm mạc dân, nó sẽ tạo thành một cơn tắc nghẽn cấp tính, rồi cơn hen chế của cái bệnh lý của hen. Đó là toàn bộ những cái phần mà trong bệnh lý của hen phế quản. Bây giờ cái phần thứ hai là chúng ta qua cái bài viêm tụ ăn cắp. Thì đây là, nhưng mà chủ yếu cái đoạn nhỏ dưới ấy, cái đoạn mà đoạn tiểu phế quản đó ha. Nhưng mà nãy đó bệnh lý hen phế quản